Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Bạc Liêu đêm 15 tháng 7 và ngày 16 tháng 7. Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bạc Liêu, giải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực trung bộ nối với áp thấp nhiệt đới. Áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tới di chuyển theo hướng tây tây bắc đi vào khu vực Nam Lào và suy yếu thành vùng áp thấp. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định, gió mùa tây nam hoạt động mạnh. Thời tiết khu vực tỉnh Bạc Liêu: nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng sét đánh, lốc xoáy và gió giật mạnh. Ngày nắng yếu, gió tây nam cấp 3, giật cấp 4, cấp 5. Nền nhiệt độ không khí trong tỉnh ở mức thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 29 đến 31 độ. Chuyển sang thời tiết biển, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau, mây thay đổi, có mưa rào và dông nhiều nơi. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Ngoài khơi sóng cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Dự báo thủy văn: mực nước tại Gành Hào cao nhất 1m60 xuất hiện lúc 10 giờ ngày 16 tháng 7, thấp nhất âm 0m55 xuất hiện lúc 16 giờ ngày 16 tháng 7. Mực nước tại Phước Long cao nhất 0m82 xuất hiện lúc 15 giờ ngày 16 tháng 7, thấp nhất 0m68 xuất hiện lúc 10 giờ ngày 16 tháng 7. Sau đây là dự báo thời tiết tại các khu điểm du lịch của tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh thành trong cả nước.